là Kim Chi. Hiện tại thì mình đang là một streamer game. Bên cạnh đấy thì mình cũng là người mẫu ảnh và là một diễn viên tự do. Nhân dịp cuối năm thì mình quyết định là tự thưởng cho bản thân bộ máy tính. Tại vì sắp đến lễ Giáng sinh rồi, mình quyết định tới An Phát Computer. Tại vì ở đây là mình có một người bạn thì rất có thể là anh ấy sẽ giúp mình view bộ máy tính dưới 20 triệu. Các cậu tin được không? Dưới 20 triệu đấy. Chúng mình cùng vào thôi. Hello anh, hello anh Nam. Chi, hôm nay Chi đến đây có việc gì vậy? Hôm nay cơn gió nào đã mang Chi tới với An Phát vậy? Ôi, tại vì là em đang muốn build một máy tính dưới 20 triệu. Dưới 20 triệu à? Vâng. Triệu thế vậy, nhu cầu có được, có khả thi không anh? 20 triệu được, nhưng mà nhu cầu là gì? Bao nhiêu cũng có, kể cả 9 triệu mình. Em thì đang thích cái hãng MSI ấy. À, MSI. Tại vì là em thấy nhiều người dùng quá, không biết là mình dùng có được không, mà em ai mà dưới 20 triệu được không anh? Được, nhưng mà nhu cầu của Chi là gì nhỉ? Em đang muốn build bộ để có thể stream game ấy. Stream game à? Game gì? Em chơi PUBG với Liên Minh anh. Thật là tình cờ, bởi vì hiện tại mình cũng đang bên dưới vui một bộ PC gọi là gần như toàn các linh kiện đến từ MSI thôi. Đây, mình đang sắp xong rồi, mà đúng tầm giá dưới 20 triệu hiện tại đang kiếm mới có gần 17 triệu đồng thôi. Nhưng em nghĩ là 17 triệu thì RAM bao nhiêu GB hả anh? RAM 16GB. 16GB thì em có chơi được nhiều game không? Ví dụ như là em stream rồi em thêm. Bên dưới hiện tại bán phát đang đông lắm. Bây giờ Chi lên phòng đợi đi. Bây giờ Nam sẽ dựng toàn bộ các cấu hình này và mang lên cho Chi nhé. Ok được không? Ok. Em chờ anh ở trên nhé. Ok. Ok. 1 hour later. Uầy, ở đây anh Nam có cái màn hình MSI to thế. Màn hình này tên là gì đấy anh? À, đây là mẫu màn hình cũng đến từ MSI, có tên hơi dài, đó là Optic MAG321CQR. Thế thì MSI ghi bên ngoài vỏ hộp là 31.5 inch, nhưng mà thôi không sao, gọi là 32 inch cũng được. Và đây là màn hình 2K 144Hz, độ trễ 1 mili giây, tức là nó cực kỳ phù hợp với các mục đích gaming, các tựa game và súng FPS thông thường. Mà tuy nhiên mẫu màn hình để tí nữa chúng ta sẽ test game thôi, và chúng ta sẽ trở lại với các nhân vật gọi là chính nhất ở trong video ngày hôm nay. Thì Chi cũng đã chia sẻ ban đầu với mình là chơi game stream game PUBG đúng không? Dạ vâng, em chơi PUBG với Liên Minh anh ạ. Đúng rồi, vậy thì một sự lựa chọn tối ưu nhất ở đây đó chính là CPU Core i5 9400F với 6 nhân 6 luồng. Thì với các nhu cầu của Chi như kiểu người chơi game này xong stream game thì với một CPU 6 nhân mọi thứ sẽ hoàn toàn ổn thôi. Đó. Và chắc là Chi cũng đã nghe nhiều về mẫu CPU này rồi đúng không? Em có được xem thử không anh? Xem thử à? Xem thử. Toàn bộ đồ đã lắp vào rồi, CPU thì thực ra cũng chả có gì xem đâu, CPU chỉ có thể trải nghiệm thử thôi. Vâng. Thì chúng ta sẽ để ở đây đi. Ok, tiếp theo sẽ nhờ Chi mở sản phẩm đặc biệt nhất ở trong ngày hôm nay. Chi có thể cầm lên, đây là sản phẩm Gaming X, tức là GeForce RTX 1660 Super lên bản Gaming X cao cấp đến từ MSI. Và Chi, mình sẽ mở hộp giúp cho Chi để Chi có thể trên tay thử mẫu sản phẩm gọi là có thể nói là hot nhất ở trong thời điểm hiện tại, ở trong phân khúc giá suýt rẻ. Chứ gọi là rẻ, chỉ là suýt rẻ. Ồ, nghĩa là nó còn có rẻ hơn à anh? Đúng rồi, có những sản phẩm nó còn rẻ hơn thế nữa. Thì cảm giác cầm trên tay của Chi thấy nó như thế nào? Rất nặng và rất là thích. Nhìn trông rất là xịn các bạn ạ. Và mình cũng sẽ nói một chút về sản phẩm cà đồ họa này. Vâng. Thì về cơ bản ấy thì 1660 Super nó sẽ có hiệu năng thua kém chừng khoảng vài phần trăm thôi khi so với 1660 Ti thông thường. Tuy nhiên mức giá lại hấp dẫn hơn tương đối nhiều. Và đây là một sản phẩm 1660 Super cao cấp đến từ MSI. Thì cao cấp thì chị đồng nghĩa việc gì, chị có biết không? Đó chính là chơi game rất là mượt. Đúng rồi, chơi game sẽ rất là mượt. Sẽ ép xung sẵn sản phẩm này thì về lý thuyết chắc chắn nó sẽ mạnh ngang được so với phiên bản 1660 Ti tiêu chuẩn bình thường. Phiên bản ép xung này chắc chắn sẽ mạnh hơn phiên bản tiêu chuẩn rồi. Thì chơi game ngon đúng không anh? Em quan trọng là chơi game ngon, mượt để em bắn. Chắc chắn rồi, với tựa game PUBG thì sẽ đảm bảo luôn sẽ trên 60 FPS với sản phẩm cà đồ họa này. Wow. Còn với Liên Minh thì quá nhẹ nhàng rồi, quá đơn giản để có thể xử lý một cách thông thường. Thì như chị đã nói ngay đầu, stream game 16GB RAM đấy, thoải mái. Vừa nãy Chi cũng đã nhìn thấy bên dưới là mình đã
dựng một cấu hình rồi, 16GB RAM sẽ là dung lượng tối thiểu thôi. Và để liên kết được toàn bộ các linh kiện đây, chị có thể đọc tên không? MAG B365M Moto. Moto, đây là Moto đúng không ạ? Đây phiên bản có thể nói là bán chạy nhất tại Alphard. Đây là phiên bản mình sẽ đọc lại, B365M Moto MSI. Thì đây các thiết kế tương đối đẹp, có đầy đủ các giáp IO. Chị có biết đây là gì không? Đây là phần giáp IO. Wow. Em cũng không biết nhiều máy tính ấy, nhưng mà nhìn thấy đỉnh quá. Em không nghĩ là giá dưới mức giá là 20, dưới 20 triệu mà có thể có những phụ kiện đỉnh như này được các anh ạ. Đây mình sẽ nói một chút về các thứ linh kiện bên trong. Ở đây sẽ có 4GB RAM. 4GB RAM để làm gì? Thì nãy chị cũng đã thắc mắc là 16GB chợ sợ hơi ít. Thì với 4GB RAM này thì chị hoàn toàn có thể mua thêm 2 thanh 8GB nữa, với tổng dung lượng có thể lên đến 32GB. Với chiếc quang chủ này cũng có thể hỗ trợ lên đến tối đa 64GB cơ mà. Không còn thoải mái ở cái khe PCIe này. Đấy, đây là khe cắm card đồ họa nhá. Thì đây, chiếc card đồ họa thì chị có thể cắm lên giúp mình. Thì chị đã nói ngay ban đầu đó là nó nặng. Đấy, thì với cái khe PCIe được gia cố thêm thép như này thì việc card đồ họa nặng cũng không thể làm cong được cái khe này. Cùng với đó thì có cả khe M2 để chị có thể cắm một chiếc SSD có dung lượng cao chẳng hạn. Thì mọi thứ đều rất là ổn thôi, không vấn đề gì cả. Và vỏ cây, vỏ cây có lẽ hơi to nên thôi anh em có thể nhìn lại. Đây là vỏ cây Vampiric. Vâng, nghe có giống nghe giống macaron nhỉ anh ạ. Nghe giống kiểu vampire macaron đấy. Thì thôi bây giờ mình sẽ ráp hết toàn bộ các linh kiện vào để cho chị có thể test thử một vài tựa game, để chị có thể nêu ra cái cảm nghĩ khi chơi game như thế nào nhá. Ôi, em rất là nóng lòng muốn thử luôn đấy. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ chỉ test game trên độ phân giải là Full HD thôi mọi người nhé. Còn với tựa game PUBG thì chị sẽ kéo max setting trên độ phân giải Full HD, mọi thứ diễn ra vô cùng là ổn. Với trên 60fps. Với tựa game Assassin's Creed thì chị sẽ để ở mức high setting. Tương tự với game như Shadow of Tomb Raider và Far Cry 5 thì mình cũng chỉ để ở mức high setting thôi mọi người nhé. Cuối cùng là một chút cảm nhận của chị về bộ máy tính MSI này nhá. Và chị thấy là mẫu card đồ họa GTX 16610 Super của MSI thật sự là vừa đẹp bên ngoài, lại còn có đèn LED RGB. Cùng với đó là sự chắc chắn bên trong của sản phẩm. GeForce GTX của MSI là sự chọn hoàn hảo đối với game thủ. Các bạn có thể có những trải nghiệm tuyệt vời với những thể loại game đối kháng như PUBG này, Overwatch, với những đồ họa tuyệt vời để chứng minh được cái sức mạnh của các đồ họa. Hoặc các bạn có thể trải nghiệm công nghệ ray tracing trên nền tảng các đồ họa của RTX trong các trò chơi như Minecraft, Call of Duty, Modern Warfare hoặc Cyberpunk 2077. Đấy là tất cả những gì mà mình có thể nói về một máy tính dưới 20 triệu của MSI, rất là tuyệt vời như vậy. Các bạn nào có nhu cầu muốn mua một bộ máy tính MSI hoàn chỉnh có thể qua Alphard. Alphard của cơ sở 49 Thái Hà. Video của mình đến đây là hết rồi. Chào các bạn nhé.